Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Rất vui được gặp anh em. Bữa nay là chiều thứ ba rồi. Chiều thứ ba ngày ngày 21 tháng 3 2023 nha anh em. Em cũng vừa đi bưu điện, em gửi hàng về. Và em đã gửi hết tất cả những cái hàng sáng giờ anh em mua rồi mọi người. Thì tiếp tục về em lại test con Bower nha, test Bower. Thì con Bower này em đang bán thanh lý dùm công ty 4 triệu 7 em bao ship luôn nha. Giá bán này không không bảo hành nha anh em. Thì con này em sẽ test cho anh ở Bến Cát Bình Dương. Thì anh này là khách quen, khách cũ ha. Ảnh trước đây ảnh lấy em một con Segatec 2,4 kg. Bây giờ ảnh làm thêm một con này nữa tại vì ảnh thấy con này hiện tại giá thanh lý đang tốt quá. Thì em thông báo lại với anh em, nãy em cho nó chạy cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Điện lưới em cũng chưa cắm vô, anh em muốn thì cắm, không không cắm thì thôi, chạy bằng tấm pin cũng được. Ở trên nóc nhà hiện tại em đang có 7 tấm pin 100W. Em mắc nói tiếp và em cho qua con này với hệ ắc quy này. Cái quạt này nãy giờ nó quạt chắc cũng cả tiếng đồng hồ rồi ha. Nói chung là em test thì có khi kỹ khi không. Cái lúc em rảnh thì em để cái inverter nó chạy thoải mái. Còn cái lúc em không rảnh thì em test trong vòng chừng 5 phút là em rút ra em đi gửi cho mọi người. Gửi càng nhanh càng tốt. Thì anh em nào đam mê thì hãy liên hệ em nha. Con Bower này hiện tại em bán 4 triệu 7 em bao ship. Thì hồi sáng này sáng giờ em bán cũng gần được 1 chục con à, trong một ngày thôi. Thì em mới đăng hồi tối hôm qua lúc mà 12 giờ khuya em đăng lên. Ngay lập tức sáng nay anh em hỏi em nhiều và ngày nay em bán được 1 chục con. Thì nhà em vẫn còn nhiều nha, tại vì em đem về rất là nhiều, em thấy giá quá ok em đem về nhiều. Bán thanh lý thôi, thanh lý cho anh em xài chơi. Những bạn nào mà mới xài cái hệ năng lượng độc lập hoặc là những bạn mà đã có rồi bây giờ ta muốn đầu tư thêm hoặc là người ta muốn gọi là có đa dạng thêm các cái vật dụng tạo ra điện thì chúng ta có thể sử dụng, đặc biệt là những anh em dưới ghe đó xưa giờ cứ sợ làm một cái hệ năng lượng độc lập hơi tốn tiền thì hiện giờ mình chọn cái này. Cái này có 4 triệu 7 thôi, anh em lấy những cái tấm pin Nhật của em nó chẳng có nhiêu tiền. Chưa được 10 triệu nữa anh em có một cái hệ chạy Vivo ha. Mọi người cũng có anh nhắn vô kênh của em sáng giờ là nói bán không bảo hành về là lỡ như nó hư làm sao. Thì nó hư bây giờ trên thị trường thiếu gì chỗ sửa cái này. Anh em không biết chỗ nào em chỉ cho, chỗ nào hư em chỉ cho chỗ sửa. Đó, rất là nhiều chỗ sửa con này, anh em an tâm. Sửa bây giờ phí sửa cũng rẻ thôi, không có gì hết trơn. Hư phết thay phết vài trăm ngàn là xong. Đó, chứ còn bán có bảo hành thì con này phải 7 triệu mấy nha anh em. Đó, bây giờ em đang bán thanh lý dùm công ty có 4 triệu 7 thôi. Còn lý do công ty không có muốn bán con này theo hình thức bảo hành, lý do là tại vì sau này công ty muốn là bán hết cái lô này, hết cái lô thanh lý này thì công ty sẽ bán cái mặt hàng khác. Đó, em nghĩ gì đó, bán mặt hàng khác cho nên là người ta không có muốn dây dưa bảo hành con này. Đó, lập ra một cái trung tâm bảo hành nó cũng mất thời gian. Cho nên là chúng ta mua sử dụng, có hư thì chúng ta sửa ha. Sửa chẳng đáng bao nhiêu tiền hết ha, mà nó rẻ hơn rất là nhiều. Em hay nói đùa với anh em con này 7 triệu tư mà giờ bán 4 triệu 7 đó, bán lộn ngược lại còn có 4 triệu 7. Đó, bạn nào đam mê thì liên hệ ha. Chưa bao giờ một con inverter 3 trong 1 mà 3,2 kg mà lại rẻ với giá như thế này ha. Chưa bao giờ có luôn anh em. Đấy, cho nên là sáng giờ mà mấy anh thợ chạy tới em lấy hàng khá là nhiều, lý do là cơ hội hiếm có ha, cơ hội hiếm có. Đó, xài ngon lành, ok. Tất cả các chức năng 3 trong 1 đều hoạt động rất là trơn tru, ok. Đó, quạt của inverter chạy rất là nhỏ luôn, nó kêu tiếng nhỏ xíu à. Đó, hàng chuẩn chỉ ha. Thì con này em test và gửi cho anh ở Bến Cát Bình Dương ha, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh đã có Sega test rồi nhưng mà anh vẫn mua con này về để anh dự trữ ha, để trong trường hợp sau này cần dùng đến. Nó rẻ mà anh em, mua để dành xài ha. Đó, thì con này là con Bower đấy. Đang bán 4 triệu 7 em bao ship. Và tình trạng con này thì nó mới 100% nha. Mới 100% em khui thùng nè, anh em thấy là em khui thùng nè. Em để mênh mông đây nè. Đang test và gửi cho anh em ngay lập tức khi anh em cần ha. Đó, thì anh em cũng đăng ký trong cái điện thoại của em cũng mấy người cho nên bây giờ tranh thủ còn một chút nắng là em test. Em test vài con em để đó, tối nay anh em đăng ký là sáng mơ em gửi. Chứ ban đêm làm sao test được ha. Cho nên bây giờ phải tranh thủ test. Và con Saco 3,5 kg nè. Đó, test gửi cho chú ở trên nhà bè nữa ha.
và chú cũng đăng ký mình con Saco 3,5 kg này mấy ngày rồi, nhưng mà chú có gửi một cái mặt hàng kia tới, mình đợi mặt hàng kia tới rồi mình mới gửi con này đó. Thì bạn nào đam mê hãy liên hệ em nha, con bố vơ này đang hot ngày nay quá trời anh em hỏi luôn à. Đó thì con này ok rồi, bây giờ mình sẽ, nãy mình cắm điện lưới vô rồi ha, giờ mình không có cắm lại, mình cắm mình thử hết ráo rồi, mình cho nó chạy ổn định nãy giờ rồi đó. Mình thân chào anh em nha, đam mê liên hệ mình, bố 3,2 kg, kích đầu ra 3 kg, lắp pin mặt trời đến 3 kg, MPPT sạc 80A, hệ ắc quy 24 ha, mà giá bán bữa nay có 4,7 triệu mà bao ship luôn đó. Đam mê thì hãy hú em nhanh lên nha mọi người, để hết nha.